Anh em ơi, anh em đã cảm nhận được cái mùi hương thơm gì chưa ạ? Đây, ngày hôm nay thì xong một con hàng, thực sự luôn là quá là thơm. Mùi hương thơm này nó không phải giống như lần trước mà em Quảng giới thiệu với anh em nữa. Mùi hương thơm này nó rất là ngọt. Các bác chỉ cần cảm nhận thôi, nó ngọt, nó sướng, nó phê. Và mùi này thì không thể nào ở đâu có được. Đây 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 anh em ơi, đây. Hôm nay thì xong một con hàng. Và cái vòng này là cái vòng hoàng đàn tuyết Lạng Sơn, nhưng mà cái phôi này thì nó lại rất đặc biệt anh em ạ. Đấy, anh em nhìn tuyết này. Úi dồi, cái vòng mà thực sự luôn là nó quá là nhiều tuyết. Và cái loại này là cái phôi gỗ hàng siêu cấp, hàng cực kỳ nhiều tinh dầu. Và loại này là có tên gọi là vòng đen chìm thấu quang anh em ạ. Đây, nó có khả năng thấu quang. Tại sao em Quảng lại bảo như vậy? Đấy nha, em cho anh em xem luôn. Đây đây anh em nhìn này. Đấy, anh em nhìn này. Thấy chưa? Cho cái ánh đèn flash vào cái thì soi vào đèn thì sự luôn là nó có khả năng thấu quang luôn. Cái phôi gỗ nó quá nhiều tinh dầu và mùi hương thơm này nó cực kỳ sướng, mùi hương thơm nó lưu lại rất là lâu. Anh em nào mà chưa có người yêu thực sự ra đeo vòng này cái thì em phải nói luôn là các bác nhiều em theo luôn các bác nhá. Em Quảng đeo trên tay cho anh em xem nhá. Đây này. Đấy, thực sự là quá đẹp luôn. Mà anh em nào chúng ta mà muốn được trải nghiệm nhá, vòng này không có nhiều đâu, chỉ có đếm trên đầu ngón tay thôi, thì bấm ngay vào giỏ hàng nhá, bấm luôn vào giỏ hàng cho em nhá anh chị em nhá. Nếu cuộc đời này chẳng còn là dễ trái.